Đối với câu trả lời của hắn, Thiên Long thủ tọa vẫn tương đối hài lòng, ngay lập tức nhẹ nhàng gật đầu rồi nói: "Vậy thì tốt, ngươi liền thử một chút, ngươi cứ việc yên tâm, ngươi thâm hụt chúng ta sẽ cho ngươi bổ túc, tuy có thể dính máu cái này trước cho ngươi dùng." Vừa nói hắn cổ tay vung lên, một khối hình tròn ngọc thạch liền bay đến Lam Huyền Vũ trước mặt. Ngọc thạch toàn thân trắng nõn, nhưng nội bộ lại tản mát ra nhàn nhạt hồng sắc quang vực. Lam Huyền Vũ đem ngọc thạch tiếp theo trong tay tới phát hiện, cái này đúng là một cái nhỏ nhắn hộp ngọc, chỉ có chính mình lớn chừng bàn tay. Tủy, chẳng lẽ bên trong là long tủy? Thiên Long thủ tọa xa tay chỉ sợ có không phải bình thường long tủy. Ngay sau đó, hắn cũng không khách khí, trực tiếp đem hộp ngọc mở ra. Khi hắn mở hộp ngọc ra thời điểm, lập tức thân thể cứng đờ. Trong hộp ngọc này, một cỗ tinh chuẩn đến cực điểm, ít nhất là hắn trước nay chưa từng thấy gặp qua nồng đậm long lực đập vào trong mặt. Đó cũng không phải long thần năng lực, thuận luận về cấp độ khẳng định là không thể nào cùng với long thần chi lực so sánh. Nhưng hộp ngọc này ở bên trong long lực, hắn đồ tinh thuần cũng tuyệt đối là Lam Huyền Vũ cuộc đời ít thấy. Đây là một hộp trình làm màu đỏ như máu long tủy, mặt ngoài màu đỏ khí lưu gợn sóng, mơ hồ hiện ra được làm long hình, khí lưu phun trào đồng thời, nội bộ năng lực cực kỳ bành phái mà nồng đậm, đây quả thật là đồ tốt. Cầm tới cái này hộp long tủy, Lam Huyền Vũ cũng đã hoàn toàn yên tâm, cũng không khỏi bởi vì cái này hộp long tủy bản thân trân quý, mà là bởi vì Thiên Long thủ tọa đối với chính mình cũng không có ác ý, cũng không có muốn hy sinh chính mình tới dẫn động ra cái này thăng long đài nội bộ năng lực dự định. Cứ như vậy, vậy thì dễ làm rồi. Lam Huyền Vũ dùng ngón tay theo trong hộp ngọc bốc lên trên một điểm màu đỏ như máu long tủy, trong cơ thể long lực tùy theo đó vận chuyển, hắn cũng không cần bồi lên trên tại chính mình tủy sống phía trên, chẳng qua là bồi lên trên tại chính mình nơi lòng bàn tay. Lập tức thì một cỗ nóng bỏng cảm giác truyền đến, kích thích hắn tự thân long thần lần phiến nổi lên trên. Trước mặt mọi người, vị long kỵ sĩ thấy trên người của hắn xuất hiện ra thất thải lần phiến, tầm mắt cũng không khỏi nhiều hơn ra mấy phần nóng bỏng. Nếu như huyết mạch của bạn hắn tiến hóa, có phải hay không lần phiến cũng sẽ xuất hiện ra tình huống như vậy. Đương nhiên thân là siêu thần cấp cường giả, bọn hắn nghĩ muốn tiến hóa khẳng định cùng với Lam Huyền Vũ tiến hóa không giống nhau, cần năng lượng khẳng định là muốn khổng lồ hơn nhiều. Nhưng mà ít ra từ trước mắt Lam Huyền Vũ trên người tình huống đến xem, vẫn là vô cùng có khả năng, cũng không biết hắn dẫn động ra tới thất thải long lực sẽ tới trình độ nào, có hay không có thể lần nữa dẫn động. Lam Huyền Vũ thu hồi hộp ngọc, cái loại này tinh cấp đỉnh cấp long tủy đối với tác dụng của hắn không nhỏ, nhưng đối với đồng bạn tác dụng khẳng định là càng lớn. Hỏa thuộc tính long tủy chẳng lẽ là hỏa long vương, có điều bây giờ không phải là suy nghĩ cái này một chút thời điểm. Cất kỹ long tủy, Lam Huyền Vũ lập tức không chút do dự dùng móng tay rạch xa tay trái mình uyển mạch, nhường máu tươi từ ở chỗ cổ tay nhỏ xuống, giọt máu đỏ tươi trượt xuống mặt đất rất nhanh liền chui vào trong đó. Long kỵ sĩ nhóm thần thức lập tức là ngừng tụ tới vần quanh tại Lam Huyền Vũ xung quanh thân thể cùng với dưới thân thăng linh đài phía trên. Nói đến những cái này, đối với 18 vị long kỵ sĩ xây vò lấy lực lượng là không nhỏ, bọn hắn tại đây ở bên trong máu là Lam Huyền Vũ không cách nào tưởng tượng khổng lồ số lượng, bằng không mà nói cũng sẽ không để nhiều như vậy lòng kỵ sĩ đi qua như thế này sa sút tinh thần. Bọn hắn đã không biết bao nhiêu năm không có cảm nhận được suy yếu, lần này là thật cảm thấy. Tứ sắc long lực là không thể, nhưng vấn đề bọn hắn thả ra ngoài trong máu chỗ năng lực ẩn chứa càng phải khổng lồ hơn nhiều. Lúc mới vừa rồi bắt đầu, bọn hắn còn tại thử nghiệm dùng tứ sắc long lực tới cải thiện tự thân huyết mạch tiềm năng, có thể lúc này theo thời gian trôi qua bọn hắn liền phát hiện ra, bởi vì bọn hắn tự thân tu vi đã đạt đến đỉnh phong, nghĩ muốn tăng cao tu vi cơ hồ là không thể nào, mà cái này tứ sắc long lực càng nhiều chẳng qua là có thể giúp bọn hắn tăng cao tu vi. Bọn hắn đã sớm đạt tới bản thân đỉnh phong huyết mạch tiềm năng cũng không có biến hóa quá lớn. Mà liền tại bọn hắn chuẩn bị từ bỏ thời điểm, cái này thăng long đài đột nhiên xao động một lần, xuất hiện ra một chút năng lực bảy màu. Cái loại này thất thải long lực mang cho bọn hắn chỗ tốt liên là thiết thiết thực thực, chân chính để bọn hắn cảm nhận được chính mình huyết mạch có tiến hóa khả năng. Cho nên nguyên bản chuẩn bị từ bỏ lòng kỵ sĩ nhóm lại không thể nào không lỗ lực bổ sung thiên tài địa bảo, bổ sung tự thân huyết dịch, lần nữa lấy máu nếm thử.
Có thể là cái này Thăng Long Đài giống như là vực sâu không đáy, thôn phệ bọn hắn không biết bao nhiêu huyết dịch, lại thả ra những thủy chung đều là tứ sắc long lực, căn bản không có lẽ xuất hiện ra quá thất thải long lực. Cái này khiến cho các vị long kỵ sĩ cũng không khỏi có một chút tức đến nổ phổi dâng lên. Lúc này liền có người đưa ra, có phải hay không nhường dẫn phát qua thất thải long lực, làm quả là đến thử xem, nhìn một chút có hay không có thể theo nàng trên thân tìm tới đột phá khẩu. Lúc này, mắt thấy giọt giọt huyết dịch không ngừng theo Lam Huyền Vũ trên cổ tay nhỏ xuống, tinh thần của bọn hắn cũng đều trở lên trên khẩn trương. Bọn hắn không hy vọng thấy chính là Lam Huyền Vũ huyết dịch cũng không cách nào dẫn động Thăng Long Đài gợn sóng, vậy liền thật sự chính là không có bất kỳ cái ý nghĩa gì, tương đương với bọn hắn trước đó làm hết thảy đều biến thành vô công dụng. Huyết dịch không ngừng nhỏ xuống, Lam Huyền Vũ tinh thần lực lượng cũng theo huyết dịch lặng yên hướng về phía dưới phóng thích, nhưng mà lại không phải muốn dẫn dắt Thăng Long Đài bên trong long lực, mà là tản mát ra cự tuyền ý niệm. Ngay trước nhiều như vậy siêu thần cấp cường giả gặp mặt, hắn dĩ nhiên không dám để cho tinh thần lực lượng của mình thả ra quá mức rõ ràng, nhưng tại phóng thích ra quá trình bên trong, hắn trực tiếp đem tinh thần ý chí xung nhập vào trong máu tươi của mình bên trong, cái này sẽ rất khó bị phát hiện. Long kỵ sĩ nhóm không hy vọng thấy tình huống vừa vặn là Lam Huyền Vũ hiện tại hy vọng thấy nhất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thăng Long Đài hấp thu Lam Huyền Vũ huyết dịch cũng bắt đầu trở lên trên càng ngày càng nhiều, lại không có bất cứ động tĩnh gì. Long kỵ sĩ nhóm trên mặt biểu lộ cũng bắt đầu trở lên trên càng ngày càng thất vọng. Lam Huyền Vũ trong lòng bàn tay long tỷ không ngừng truyền vào năng lực tiến vào trong cơ thể của hắn, kích thích lấy hắn cốt tủy có thể chế tạo càng nhiều huyết dịch. Cảm thụ đường chung quanh bắt đầu có một chút không ổn định thần thức, Lam Huyền Vũ đột nhiên trong lòng hơi động. Nếu quả như vậy thật sự một điểm thất thải long lực đều không thể nào dẫn động ra tới, như vậy tương lai chính mình mong muốn tới Thăng Long Đài tiến hành đột phá khẳng định cũng không thể nào không thể, khi đó tất nhiên sẽ động tĩnh cực lớn, nhất định sẽ dẫn tới lòng kỵ sĩ nhóm hoài nghi. Nếu như ở một mức độ nào đó dẫn động ra thất thải long lực mà lại chỉ có thể là bị chính mình hấp thu, cái kia hẳn là mới là tốt hơn dấu hiệu đi. Nghĩ tới đây, hắn bắt đầu thận trọng đem chính mình tinh thần ý niệm cải biến về sau, lại thông qua huyết dịch tiếp tục truyền đưa tới. Theo tình huống phía trước mặt đến xem, Thăng Long Đài lực lượng giống như là có thể sọc hiểu chính mình ý niệm, cho nên mới thủy chung đều không có thất thải long lực xuất hiện. Ước chừng lại qua thêm vài phút đồng hồ, Lam Huyền Vũ sắc mặt đã bắt đầu trở lên trên có chút tái nhợt. Đột nhiên thì Thăng Long Đài bên trên giống như nhẹ nhàng run rẩy ra một chút. 18 vị long kỵ sĩ tu vi bực nào, mặc dù cái này rung động phi thường nhẹ hơi, nhưng bọn hắn vẫn là ngày đầu tiên cũng cảm giác được, lập tức thì từng cái ý thức ngừng tụ, lực lượng chú ý của mọi người đều tập trung lại. Từng tia từng sợi thất thải vầng sáng bắt đầu theo mặt đất bên trên đập rời mà lên, cũng không mãnh liệt nhưng lại thiết thực tồn tại. Làm cái này, 7 màu long lực xuất hiện lúc đó, xung quanh 4 màu long lực chậm rãi áp sát tới, đúng là bị cái kia thất thải long lực thôn phệ hấp thu, từ đó lớn mạnh. Thấy cảnh này, long kỵ sĩ nhóm lập tức vui mừng quá đỗi. Thiên Long thủ tọa đàng hoàng không khách khí, tay phải một dẫn, đem cái kia thất thải long lực dẫn hướng thương hướng của mình. Hết thảy long kỵ sĩ tầm mắt cũng đều tùy theo đó tập trung ở trên người của hắn, quan sát đến biến hóa trên người. Thế nhưng rất nhanh Thiên Long thủ tọa sắc mặt liền biến. Phốc một tiếng, thất thải long lực từ trên người quán nở rộ mà ra, lần nữa hướng về phía Lam Huyền Vũ phương hướng hội tụ tới. Thiên Long thủ tọa sắc mặt khó coi nói: "Không được, ta không hấp thu được, cái loại này long khí gạt bỏ huyết mạch của ta, cũng lần trước dẫn dắt là tới không giống nhau." Lam Huyền Vũ nhìn xem Thiên Long thủ tọa, trên mặt mang theo kinh ngạc, hết thấy đều lộ ra 10 phần tự nhiên. Thiên Long thủ tọa trầm giọng nói: "Ngươi hấp thu thử một chút." Được rồi, Lam Huyền Vũ đáp ứng một tiếng, căn bản không cần tận lực đi dẫn động, nhưng cái kia thất thải long lực liền đã hướng về thân thể của hắn hội tụ tới, rất nhanh liền dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Lam Huyền Vũ tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, trên cổ tay vẫn thải nhỏ xuống lấy máu tươi, nhưng thất thải long lực vào trong cơ thể, nhất thời làm cho hắn huyết mạch khí tức bắt đầu trở lên trên tràn đầy dâng lên, lặng yên không một tiếng động bị huyết mạch vòng xoáy hấp thu, thôn phệ sau đó hướng về long hạo bên trong, cũng lại tiến hành chứa đựng. Đây chính là thiết thường long thần năng lực, trước đó theo Thăng Long Đài bên trên hấp thu ra long thần năng lực, liên đè cho hắn tu luyện cũng tiêu hóa rất lâu, đối với hắn tu luyện cho tốt cực kỳ to lớn, lần này lại còn có cơ hội hấp thu, Lam Huyền Vũ đâu còn tiếp khách khí. Hắn đang lo chính mình dùng quang ám thần lôi tôi thể cần có năng lực quá nhiều, không có đầy đủ năng lực sẽ trì hoãn tốc độ tu luyện của chính mình đấy. Long kỵ sĩ nhóm thần thức từng đạo hướng người bên trên người của hắn quét hình tới, rõ ràng cảm nhận được những
những long lực đó bị thân thể của hắn hấp thu vào, sau đó cũng không bỏ gạt, làm miền vũ trên thân bảy màu lân phiến cũng theo đó lửa lên trên, tại thất thải phần sáng làm nổi bật dưới, càng ngày càng óng ánh sáng long lanh dâng lên, cảm thu được hắn huyết mạch khí tức đang tăng cường, long kỵ sĩ nhóm sắc mặt cũng theo đó trở lên trên đặc sắc, không thể nghi ngờ là miền vũ là thành công, mặc dù cũng trôi mắt là không ít huyết dịch, nhưng ít ra là có thu hoạch, mà lại được với làm miền vũ tới nói, thất thải long lực chỗ tốt rõ ràng càng lớn, bởi vì tu vi của bản thân hắn thấp, hấp thu nhiều như vậy tốt long lực, tự nhiên càng là có lợi hơn với hắn tu luyện cùng tăng lên. Thánh quang long kỵ sĩ Hoàng Lương Vĩ đi đến thiên long thủ tọa bên người, thấp giọng nói, thủ tọa cái kia thất thải long lực chúng ta hoàn toàn không cách nào hấp thu sao?